Bởi bữa đó đó tôi nè chú Năm Dễ có số anh em mình đi đám tình tới trên nhà của anh Tư Quý cầu nguyện, ổng chạy xe từ thiện mà bị xe đụng chết. Tới chừng lên đó rồi cái có ông bên chính quyền ông lại. Ông lại ông nói mấy ông làm chuyện tào lao không? Tôi nói vậy chứ tàu mà ông đóng mà ông không lao sao bóng. Nói tôi nói ông làm tào lao là làm tầm bậy. Tôi hỏi làm sao làm tầm bậy. Nói tôi nghe giáo lý của Đức Thầy á, Đức Quỳnh Giáo Chủ mấy ông nói đó là thật tại tâm chứ có đâu xa. Dư hai nữa là Tây phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đâu lai. Vậy ông Tư Quý ông chết, mấy ông là đồng đạo phải không? Tôi nói đúng. Nói đồng đạo vậy mấy ông ở nhà cầu nguyện không được sao lên tới đây? Mấy ông ở nhà mấy ông thành tâm mấy ông cầu nguyện bộ Phật không chứng hay gì? Bộ không tin hả? Ông lên đây đó, cái thứ nhất đó là làm phiền bên chính quyền địa phương người ta, cái thứ hai là ông tốn tiền xăng, cái thứ ba là ông bỏ nguyên một ngày, ông ở dưới ông thành tâm cầu nguyện được hả? Tôi nghe ông đọc hoài, ông nói Tây phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đâu la. Vậy bây giờ ông nghe ông Tư Quý ông chết trên này, ông ở dưới ông cầu nguyện được hả? Lên tới đây chi ạ? Nói như vậy rồi cái tôi quay qua, cái tôi nghe bên kia bàn luận về vụ đá banh đó, cúp đá banh đó, Việt Nam mình đi qua Thái Lan đó. Cái tôi quay qua cái tôi nói á, nếu ông nói vậy đó thì thôi đó, sau này tôi ý kiến với nhà nước mình, sau này đội Việt Nam mình có qua Thái Lan đó đó để cho nguyên đội đó đi được rồi. Nói trời phải cho đi đang cổ vũ chứ con mình mấy ổng đi đi mà làm sao mấy ổng đá nổi. Tôi nói là đi qua bển chiến tốn tiền tốn hao ngân phí của nhà nước mà bỏ công ăn việc làm, ở nhà tôi mở tivi tôi coi không được sao? Trời ơi ông nói vậy sao được? Tôi nói vậy ông nói vậy sao được? Tôi ở dưới nhà tôi cầu nguyện được rồi, nhưng mà mình lên đây là mình cổ vũ cho gia đình. Cái người sống thì ta được giác ngộ mà người chết được siêu sinh. Hồi đó đồng đạo nhóc hết trơn mà tới giờ chết chớ có mạng đâu lại ngươi mất tao nghĩ tu luôn. À nói tới đó cái ông Ninh Thình bữa đó sao gì ông Năm Dễ ông chạy về trước, ông đụng nhỏ gái tôi tưởng đâu ông tiêu luôn rồi chứ. Cái số của ông bữa đó đi trên hỏi ông Năm, bữa đó ông chạy ngang ông quẹt nhỏ đó. Tới giờ ông quẹt rồi ông thấy nhỏ đó nằm thêm thiếp, ông không có gì ông cũng làm bộ xỉu nằm luôn nữa. Để ông sợ cũng ngàn nó ra người ta đâm chết. Ông xỉu ông nằm luôn. Tôi thấy vậy đó tôi bồng ông vô. Tới tôi bồng vô trạm y tế đó ông nằm thêm thiếp vậy cái tới chừng bác sĩ lại nó nhỏ kia hỏi nhỏ kia sao á, nó nhỏ kia không sao chở đi rồi cái ông ngốc ngồi vậy đi đó. Vừa mới nói nhỏ kia không sao ông ngốc ngồi vậy đi đó. Bác sĩ hỏi có sao không, nó chạy chạy chút đỉnh không sao. Tôi mới xếp xe tôi thấy ông không có sao rồi tôi đi ra tôi chở nhỏ kia xuống bệnh viện dưới ngay chân chỗ mà chắc đau á. Tới chừng một chút xíu là thân nhân nó chạy xuống nhóc hết trơn luôn, bên thanh niên không là tôi thấy tôi hoảng hồn rồi. Chú Năm đang ngồi ngoài ông có gì trơn á, bắt đầu vô nó hỏi đâu thằng nào hồi nãy đụng cháu tao đâu, thằng nào hồi nãy đâu, mới vừa nói gì tôi nói kìa. Tôi chỉ lại cái không tôi. Nó tưởng đâu là mấy thằng thanh niên đụng cháu nó. À dè chỉ lại gặp ông già lại năn nỉ ông đó. Hỏi thằng nào, ta nói nó làm dữ dằn. Tới chừng tôi chỉ ông Năm cái nó sụ lơ luôn. Là bữa đó đi đám dỗ cho đám làm tầng trên nhà của anh Tư Quý. Ngày xưa ảnh đi đám mà làm tầng đám dỗ với hai nữa đi cực khổ gian nan ngoài Trị An lấy thuốc đồ đó cô bác anh chị em. Cho nên ở đây đó cô bác chúng ta phải tùy cơ ứng biến chứ không phải cái này trước cái kia trước, không nói cái này trước cái kia sau. Hoàn toàn là như vậy đó cô bác. Cho nên ở đây đó không có cái pháp nào mà tu giải thoát, mà chỉ có những tâm hồn giải thoát thôi. Bị bữa đó đó thi đại học xong đó có anh này á, anh Út To, anh có đứa cháu, anh dắt về anh nói nó mới thi rồi chú ấy, nhưng mà nếu nó thi đậu thì cho nó làm nghề, còn nếu không chắc cho nó tu. Mà bây giờ nó tu trễ, bây giờ tôi hỏi thiệt chú nha, chú bây giờ có cái bí quyết nào chú chỉ cho tụi tôi tu cho cái cách nào nó mau giải thoát nhất rồi chú bảy? Tôi nói thiệt với anh, giáo lý của Đức Thầy ra đời đó không có cái pháp nào mà tu giải thoát chứ. Nếu cái tâm hồn của mình không giải thoát, không tu pháp nào giải thoát hết. Còn nếu cái tâm của mình mà giải thoát rồi thì cái pháp nào nó cũng là pháp giải thoát. Ông nói ủa sao kỳ vậy? Tôi nói cũng như con của anh vậy đó. Nếu nó học bài, nó hiểu bài rồi đó, không có cái môn nào mà khó đối với nó hết. Còn nếu nó không biết chữ nhất một, nó không có cái môn nào dễ đối với nó.
dòng đi thi mà nó không thuộc một bài nào hết trơn thì cái môn nào đối với nó cũng khó. Còn nếu cái nó thuộc bài hiểu bài rồi, không có môn nào mà khó đối với nó, phải không quý vị? Lòng mình biết hơn ai, khỏi cần hỏi đến người ngoài làm chi. Quy y mà chịu hành y, đạo chi cũng đắc mà quả chi cũng thành. Nói tu mà chẳng chịu hành như chồng không tưới cội cành héo khô. Miệng mô mà lòng chẳng có mô, mô bao nhiêu cũng như hồ mà nó mắc mưa. Trời ơi, hồ mà mắc mưa là hồ gã. Keo mà mắc mưa là keo gã, còn hồ mắc mưa là phải hồ tan không cô bác? Rõ ràng. Vậy thì bây giờ còn nhiều câu chuyện lắm, nhưng mà tại thời gian nó có hạn. Con nói về lực nhân quả không cô bác, anh chị em mình thấy đó, là con người đó nội chỉ có một cái ăn chay thôi, trường trai bất sát mới thung dung cõi đời thôi cô bác. Vừa qua là nói về vụ ăn chay phải không? Con nói ăn chay cái thứ nhất là tránh lịch nhân quả, cái thứ hai khỏi ăn lầm giết lộn, cái thứ ba là trưởng dưỡng lòng từ bi thương người mới vật. Tôi nói hồi đó đó nghe, tôi còn đi bắn gắn mối, tôi đeo cái nạn thun đây, tôi gặp mấy con gắn mối nó gặp tôi chạy rét rét rét, nó chạy mất tiêu, nó sợ lắm. Tự ngày mình tu rồi mình ngồi niệm Phật, nó lại bò kế bên gờ đầu nó không xịt. Nó biết mình không giết nó cô bác anh chị em, nó biết như thế đó. Cái người nào mà có cái sát khí đó nó biết, còn cái người nào mà không có sát giết nó, nó biết hết trơn hà, cứu mạng nó không hà, phải không? Có gì không cô bác? Có. Vậy thì bây giờ trưởng dưỡng lòng từ bi thương người mến dẫn ăn chay để mà mình tránh á bơm đạn sau này cô bác. Cái người ăn chay sau này bị hôm bơm đạn khí độc đồ này kia là hoàn toàn không bao giờ ảnh hưởng tới. Nó có đặc biệt cái đó, ăn chay tỏ lòng bình đẳng từ bi thương người mến vật gì đủ thứ hết trơn, nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ trình bày một hai cái đại diện cho cô bác anh chị em mình nghe. Bây giờ cô bác chúng ta ở đây là đa số là những cái người ăn chay không phải không? Bây giờ tới cúng chay, bây giờ ăn chay rồi phải bây giờ qua tới cúng chay. Thầy nói câu đó là cha mẹ qua đời thủ lễ chay, trong sạch nghĩa nhân dày mới đáng hồn linh mới siêu thoát nhẹ cao bay. Vậy bây giờ đó mình ăn chay rồi mình cần phải cúng chay. Mà cúng chay là cúng chay trong những cái lễ nào? Bây giờ cái lễ tôi tỉ dụ, tôi không nói là lễ dỗ không nha. Ví dụ như cái lễ sinh nhật cho con của mình. Lễ sinh nhật là mình cầu cho nó được tuổi thọ sống lâu chứ gì? Phải không? Lễ mừng sinh nhật là lễ mừng mình cầu cho con nó được tăng thêm cái tuổi thọ và sống lâu. Vậy đó cái lễ sinh nhật mình cần nên cúng chay. Tạo mâm chay thì cái duyên nó mới tốt. Có khi nào mình cầu cho con mình sống lâu mà mình giết con người ta không? Mình cầu cho mình sống mà giết người ta đó, cái đó là nó đi ngược. Ăn chanh muốn ngọt ngào sao được, làm tội mà muốn phước khó thê. Có người nói trời ơi, tôi nghe Đức Phật nói chỉ cần niệm 10 tiếng Phật hà, vậy lúc bình sanh bây giờ tôi không có cần niệm Phật, đến cái lúc mà sắp sửa lâm chung cái tôi niệm. Tôi nói vậy thôi, bây giờ nghe nói tới cái vụ đợt này lúa rẻ quá đó, mình đừng xả lúa xả nếp, thấy không? Xả nếp tới chừng đó ùn ùn nếp nhiều quá, cái mình nói thôi tôi không cắt nếp mà tôi cắt lúa hả? Lúa đâu cắt? Bây giờ mình xả 2 tháng rưỡi rồi nó chỗ hết trơn rồi, rồi bây giờ thấy lúa nó lên giá rồi mình đòi cắt lúa, cắt gì? Có mong cắt cổ quá chứ cắt lúa gì? Phải không mấy cô? Phải không? Trồng cái này mà đòi hưởng cái kia mà hưởng sao được? Cho nên vậy bây giờ cái ngày sinh nhật đó mình cần nó làm chay cho con đặng nó tăng thêm cái tuổi thọ. Nếu bây giờ mình còn theo cổ lễ ông bà, cái ngày mà thôi nôi đầy tháng là cái ngày mừng gia đạo con mình được mẹ tròn con vuông, phải không? Mình cần làm chay cho con mình nó bớt cái sát nghiệp. Cái ngày đó mình mừng cho con mình phải không? Mừng con mình tại sao giết con ta? Vậy bây giờ đó sinh nhật nè, đầy tháng nào mình đều cúng chay nó hợp lệ. Bây giờ tới đám cưới, tôi nói tới cái đám cưới nha, rồi hả tới cái đám giỗ. Cái đám cưới có phải là muốn cho đôi lứa sống 100 năm hạnh phúc đặng mà nó hòa thuận không cô bác? Nó không chia ly phải không? Có ai mà đám cưới mà muốn cho vài bữa chia ly không? Có không? Xin thưa không bao giờ có vụ đó. Vậy bây giờ mình đám cưới mình muốn cho con nó 100 năm hạnh phúc cầm sát, kẻ ước 100 năm người nguyền giai lão, tình yêu đẹp như ngọc tở như vàng, không có gì nghịch lòng trái ý. Kẻ chọn đảo tàu khang, người chung ca nghĩa khí, người chẳng ham vũ quý trọng chữ tiết chinh loan phụng hòa minh sắc cầm hảo hiệp. Mình làm kiểu đó mà mình sát sanh vài bữa sách dao nó gượt không kịp, phải không?
Vậy thì bây giờ mình muốn cho gia đình hòa hợp thủy chung sống lâu mà mình giết đoản mạng nó, thì cái ngày đó có phải là quan quan tương báo không cô á? Vậy cái ngày đám cưới mà mình tổ chức làm trai là hợp lễ, để mình cầu nguyện cho đôi lứa nó được sống với nhau trăm năm hạnh phúc, được hòa vui, phải không? Đó, nếu cái ngày mà lễ cưới đó mà mình được làm trai cái nữa, phải nói là quý báo vô song, hợp lễ vô cùng. Bây giờ tới cái nữa, tới đám giỗ. Tôi nói đám giỗ ngày xưa ngày người thân mình mất, mà ngày người thân của mình mất đó, mình đau khổ không? Buồn rầu không? Khóc than không? Vậy bây giờ hôm nay nhớ đến ngày kỷ niệm đó mà mình làm cho cha xa con, vợ xa chồng, anh em chia lìa, bậu bạn chia cách như vậy đó, mình thấy có đau lòng không cô bác, và đi nghịch lý không cô bác? Nghịch phải không? Cho nên dù cho cha mẹ ông bà trăm năm mãn số cũng là chớ sai, lòng lành là cúng cơm chay, chớ nên sát hại các loài thú kia, dối rằng nó cúng rồi chia mà đành phủ tội đổ về mẹ cha. Mình ăn sướng miệng âu ca, vong linh cha mẹ phải xa đỏ đài, ấy là bất hiếu lắm thay. Đành để kẻ chết đắng cay thảm sầu, chết rồi ăn có được đâu, phải nên suy xét cho sâu mới lạ. Đừng theo tả đạo ngoại tà, sát sanh hại vật cúng mà tổ tiên, ấy là tạo sợ xích xiền cổ cầm cha mẹ dưới miền Diêm La, hành hạ đau đớn xót xa, xin người thương xót với cha mẹ cùng. Xưa kia cung mạng lỗi lầm thai, nay giác ngộ rầu đổ cung chay, tương muối dưa rau ti đạm bạc, cơm canh bánh trái thảo lòng ngay, trước nhìn mạng sống muôn loài vật. Cái ngày của mình hòa vui sum hiệp anh em mà mình chia rẽ nguyên ương tình chồng vợ nó, là cái ngày đó là đau khổ. Bởi cô bác anh em mình thấy đó, cúng chay ăn rồi đó là quà vui duyên mới rồi chút gì à, còn cúng mặn chút xíu của lộn à. Chia tay à, tới chiều qua. Đám giỗ cúng chay có đánh lộn không cô bác? Ít có phải không? Con vị Phật tử đó mới kể cho tôi nghe, nói bữa nọ tụi tôi đến á, lợi tại chùa, đặng mà mong ước gặp ông thầy, đặng mà mình nhìn, mình nhờ ổng, đặng mà trợ duyên giúp đỡ cho mình, đặng mà mình tu cho nó vững vàng, mình còn yếu. Tôi hỏi giúp dễ vụ gì ổng không nói. Ổng nói tôi lợi tôi kiếm ông thầy bữa trước, thầy nói là ổng mắc công việc, thành ra không có tiếp khách. Tôi lợi một bữa sau nữa cũng nói là mắc tiếp khách, không có tiếp được. Qua tới bữa thứ ba ổng mới bước ra, thì ổng đang ngồi với tôi mà ổng đang phì phà hút thuốc. Ổng mới hỏi nghe nói Phật tử tới kiếm thầy hổm gài nữa, bữa nay nữa là ba bữa, để có điều gì quan trọng đặng nhờ thầy trợ duyên giúp đỡ. Rồi thôi bây giờ Phật tử có gì thì cứ nói. Hai người cứ ngồi nhìn nhau mà cười hoài không hỏi. Cười hoài à, lúc đó không hỏi. Cô bác anh chị em mình đó, ông thầy ông mới hỏi thêm lần nữa, Phật tử có cái gì thì cứ hỏi. Hai người đó, lúc đó mới trả lời thẳng, nói dạ con tính ở nhà tới đây gặp thầy, đợi bữa nay nữa ba bữa mới gặp, đặng nhờ thầy giúp trợ duyên cho con. Đang hỏi trợ duyên cái vụ gì, nói dạ trợ duyên cho con bỏ anh thứ. Hỏi bỏ cái vụ gì, nói dạ con tính tới đây đang nhờ thầy trợ duyên cho con, mà tới đây con gặp thầy thôi khỏi. Ông hỏi nguyên nhân nào mà đã tới gặp tôi rồi mà nó khỏi. Nói dạ con tính nhờ thầy chỉ con cách bỏ thuốc, mà lại đây thấy còn hút thuốc rồi thôi con khỏi rồi. Thầy còn hút thuốc rồi nha. Vậy thì thưa toàn thể quý cô bác anh chị em mình ở đây, một là cô bác chúng ta sinh nhật cho con mình gắng cố gắng mình làm trai, đầy tháng thôi nôi cho con mình cũng làm trai, cúng tổ tiên ông bà cũng làm trai, sau này mình cưới gả cho con cũng làm trai. Thêm cái nữa tôi nói bây giờ tới cái lúc mà cúng tế thần linh, lỡ mình có cúng tế thần linh cũng đừng nên sát sanh. Tôi hỏi bây giờ nếu sát sanh là mình cộng tội thần gì? Thần dữ phải không? Ông dữ ông ác ông mới sát sanh, còn mình muốn cầu mà cầu thần hiền nó phải làm trai. Vậy bây giờ tôi hỏi mình cầu ông thần độ mình à, cầu ông thần dữ hay không thần hiền? Cậu ông thần dữ không thần hiền? Ông thần hiền thì cũng trai giùm cho tôi chứ có đâu bẻ cổ cắt cổ ông ta. Nếu cầu ông thần mà ông cầu ông mà cắt cổ mổ họng là ông thần ác không lại à? Vậy cho tôi hỏi đó, mình làm tàu hũ có khi nào mà mấy ông nhậu lại không? Còn mình mần gà mần vịt có khi nào mình mời đồng đạo tới không? Có không cô bác? Vậy bây giờ đó mình cúng tế thần linh, Đức Thầy Ngài cũng chỉ dạy mà bớt sát vật đặng mà cúng tế gẫm thánh thần, đâu có tư riêng. Rủi ốm đau bởi tại căn tiền hoặc hiển kiếp làm điều bảo ác phải ăn năn phước điền tạo tác lo thuốc thang khẩn giới Phật trời. Phải không? Nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời xuống bước rộng từ bi hỷ xã. Vậy thì bây giờ đó
nếu mà mình cầu thần linh sau này mình cũng cần phải cúng chay luôn. Trời ơi, hổm gài nãy giờ nói toàn là kêu cúng chay không à, rồi còn gì nữa, đãi bạn bè. Lâu lâu bạn bè tới, thấy không? Bây giờ tôi hỏi bạn bè tới mình muốn cho tình bạn nó thân thiết hay là mình muốn cho tình bạn nó mau chia rẽ? Bạn bè lâu lâu gặp nhau, mình muốn cho tình bạn càng ngày càng thắt chặt, đoàn kết keo sơn gắn bó, nó có cái mối tình lẫn nhau. Mà bữa nay lỡ có hai con gà, hai con vịt, mình bứt hết con mình dứt. Như vậy đó, có phải mình đi ngược với cái lý của đạo không cô bác? Cho nên gặp bạn bè mình cần nên tổ chức lễ chay. Hờ rồi lâu lâu cái mình á, thấy cô bộ tu yếu yếu rồi, cái nói tụi bay sửa sạn bông qua đồ trên ba ngôi thờ đi nha, đặng ta mời đồng đạo tới ăn lẩu nha. Vừa mới nói vậy rồi là bắt đầu gia đình ở trên quét dọn sạch đâu đó ngon lành. Mà mình tới đó mà anh em mời đó, mình tới chưa biết người đó tu tinh tấn hay không, mà phải tới bất ngờ á. Tới bất ngờ rồi đi ngay lên trên gác liền, dòm thấy bông thô gan hết trơn là biết rồi, khổ có là màu gì chứ. Còn lâu lâu mà mời đồng đạo tới là chuẩn bị trước, chuẩn bị trước, chuẩn bị trước, cho nên bông nước tươi xanh, phải không? Còn tới bất ngờ mà đi lên là biết liền. Gờ lên đây một cái nha, nó đóng lớn gì thấy hộ cải vô tưới nước nó lên xanh ung luôn, phải không? Bụi nhang. Thôi quý vị, vậy thì bây giờ nếu đãi bạn bè đó mình cần phải đãi chai. Cô bác mình thấy ngày xưa đó, con có kể câu chuyện của ông Trần Cảnh với ông Giả Tràng đó. Ông Giả Tràng tới thăm ông Trần Cảnh, ông Trần Cảnh nó nói tôi có hai con ngỗng, con ngỗng đực, con ngỗng cái với bầy con. Bây giờ nếu lâu lâu anh tới đây thôi, để tôi bắt một trong hai con đó để mần đãi anh. Lúc đó đó ông Giả Tràng ông có hộp ngọc rắn, ông để trong lỗ tai ông nghe con ngỗng đực nó nói với con ngỗng cái, nó nói em mà ngày chút xíu nữa đây đó là chủ đó sửa sạn bắt một trong hai đứa mình. Mà con thì nó mến mẹ nhiều, thôi để anh hy sinh anh ra đi, anh chết em ở lại nuôi mấy đứa con nghe em. Thôi nghe đau khổ quá, lúc đó ngọng cái nó nói anh ơi, anh nói gì cho em bây giờ đó, bổn phận của em thì ta yếu chân mềm, làm sao ở lại gánh gồng bầy con nổi. Thôi chút nữa khi mà chủ nhà ra bắt đó, em đưa cái đầu cho anh ta bắt, anh ở lại gà trống nuôi con, đừng có vợ khác nghe anh. Hai con nó than thở nhau, cô bác anh chị em mà nó nghe em đau lòng xót dạ quá. Lúc đó nghe người ta gao tép, ba người tép chết dưới cái đem lên đãi cái rồi. Cô bác mình thấy không? Vậy thì bây giờ nếu bạn bè lâu lâu tới nhà giờ cũng vậy nữa cô bác. Đãi đồ chay là chắc ăn à, khỏi chừa gì, khỏi sợ để gì chân. Chứ để không thôi như ông Hai Lùng ông nói đó. Bữa nọ đã bạn bè mời lỡ rồi, mà tới chừng về đó mà vợ chồng ta còn chửi lộn đánh lộn nhau. Cô bác mình biết làm sao không? Lợi đó mời đó, ăn đã đời. Tới chừng mà về rồi, nhậu rồi tới chừng về đó mà còn thấy hình trái bơm trở lại nữa. Lúc đi về rồi đó mà còn thấy trái bơm trở lại nữa. Hỏi làm sao thấy trái bơm? Nói hồi nãy đó vợ mày đem ra mần con gà đãi, mà con gà không biết nó bệnh gì mà không có cái thao câu. Bởi vì lúc đó bà vợ đó bà mần rồi bà cắt khúc đâu, bà để chừa cho con ăn với để chồng ăn. Con gà không biết nó có bệnh gì không mà nó không có cái canh. Trời ơi. Vừa nói vậy rồi bà vợ vừa tới về rồi vô nó tống cho máy đạp liền. Cô bác mình thấy không, ra đi còn quăng lẫn cái bơm nữa thấy chưa. Còn đó mình đãi bạn bè mà mình đãi tàu hũ núm gom ăn cơm là thoải mái. Đi ra đó vợ chồng con cái gì ăn với nhau sạch chân. Vậy thì bây giờ đó về cái phương diện mà ăn chay và phương diện cúng chay, cô bác chúng ta cần phải phát huy. Đức thầy nói nè, thất tổ cửu quyền nơi chín suối ngưỡng mong hậu tấn biết tâm chay. Vậy bây giờ đó ở đây đó cô bác anh chị em mình mà cúng chay ở dưới cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ là mừng vui không kể xiết. Còn ở trên đây mình sát sanh nhiêu là ông bà xuống dưới lãnh hết nhiêu. Cũng như ngày xưa cha mẹ vì nuôi con tạo nghiệp chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sau, khi bỏ xác hồn vào địa ngục chịu muôn điều câu thúc phạt răng nghĩ thương cha mẹ vô ngàn, vì con mà phải trầm than sáu đường. Cũng vì con mà ngày xưa cha mẹ tạo cái tội lỗi, thì ngày nay con có bổn phận phải làm sao tạo được cái phước duyên. Thầy nói ráng tu cái đắc đạo cứu cửu quyền thoát chốn mê đồ, đến cảnh tiên ngõ đáp ơn dày công sáng tạo đó, cho ta hình dốc học cơ quyền. Vậy bây giờ mình tạo cái phước, đằng sau này mình bảo lãnh ông bà mình ra. Hồi đó ông bà lỡ thiếu nợ rồi bị người ta giam, người ta nhốt, bây giờ gán mằng có tiền đang đem tiền vô trả nợ chuột ổng ra, phải không? Là đi ngược lại. Còn bây giờ hồi đó cha mẹ đã làm tạo tội lỗi, ngày nay mình còn tạo chồng chất thêm nữa, bắt mày vô với bà nội mày luôn, bắt vô giam nhốt luôn.
Cho nên ở đây thầy mới nói câu là nợ nần tiên tổ tạo gây nên con cháu ngày nay phải báo đền. Vậy thì bây giờ đó mình báo đền bằng cách là mình phải đi ngược trở lại. Có người nói hồi đó má tôi ăn mặn, bây giờ ngày nay tôi phải cúng mặn. Chứ phải hồi đó bà ăn chay thì tôi cúng chay, còn bây giờ bà ăn mặn bây giờ tôi phải cúng mặn. Nói cái đó đó cô bác anh chị em mình nó đã nghịch rồi. Mình xem nó một tiền liên có hồi đó bà Thanh Đề bà làm gì, phải làm ác không? Bà sát sanh phải không? Sát sanh tạo tội lỗi ở dưới miền địa ngục. Thì ngày nay đó một kiền liên phải làm sao? Làm lành, làm thiện mới lãnh bả được. Chứ nếu làm ác như bả có ngày xuống như bả nữa rồi. Cho nên thầy còn nhắc nhở. Thầy nói muốn cho tội lỗi mòn tiêu thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Một liên cứu mẹ bằng nay nhờ người hiếu hạnh tâm rài từ bi. Ai ai hãy ráng mà si thương đời ta tỏ chuyện ni rõ ràng. Làm từng trà rượu sình sàng rồi thì chửi lộn mà ăn cái nỗi gì. Đã cha mẹ mình tạo tội lỗi bây giờ ở dưới miền địa ngục rồi, bây giờ ngày nay mình phải tạo cái phước thì mình cứu vớt cha mẹ ông bà tổ tiên mình lên được chứ. Thầy nói cảnh dương trần khói sánh bồng lai về tiên cảnh sai mùi rượu thánh. Có người người ta gặp mà những cái người mà người ta có khả năng tiền bạc giàu có của cải tài sản giàu sang đó, mà ăn chay đó có nhiều khi người đời người ta chê. Chê trời ơi mấy ông đó dạy thì có tiền có của mà ngu dại gì, không chịu thọ hưởng, không chịu ăn. Ngủ thì không chịu ngủ, thức đêm thức hôm thức khuya dậy sớm, có tiền có của thì đóng cửa nhà cái đi làm công tác từ thiện xã hội, bị chỉ trích chê bai châm biếm này kia đủ thứ. Nhà giàu có của tiền mà không chịu ăn chịu hưởng, ăn chay thục con mắt hết trơn, lợi bác sĩ kêu chết đi chết xuống mấy lần mà trở về cũng ăn chay nữa. Bị mời đi mọc, bị nói nặng nói nhẹ, bị te tua tưa tải tan tành hết trơn mà ông ca về không có cho đi cầu nguyện nghe. Về cũng đi nữa phải không? Đã tao quyết định đi vượt biên rồi, bắt nhiêu lần giờ tôi cũng đi rồi, đi chừng nào qua tới bển mới thôi. Tôi đã tu rồi đó, tôi cho tử thần bắt hoài giờ, bắt chừng nào phải bắt vượt là tôi đi nữa, bắt vượt là đi nữa. Hồi đó tôi đi núi đó cô bác, tôi bị bắt đó, nội bị bắt không là 131 lần, bị bắt hoài, bắt áp lắm. Bị bắt chuyến đó cô tô về nó hớt tóc tôi luôn, hớt tóc chụi lũi tôi đi nó nhủi tới không à, bị đó có cái đầu tóc tới đây rồi cô bác. Từ hồi mà nó hớt rồi cái nó le que còn mắc cỡ nó không thèm lên. Bắt mới từng lễ sau thả ra bắt đầu hớt tóc rồi tôi đi núi nữa. Tới chừng lên trển mấy ông nói trời ơi bộ bị bắt ông rồi nhốt vô á, hổng gài 10 bữa rồi bây giờ mới thả ra bộ không sợ sao ông đi nữa. Tôi nói đâu có sao đâu à, dòng tôi tuổi gà mà dòng gà mà tỉa lông nó đá còn dữ hơn hồi đó. Hớt tóc thì cũng như tỉa lông chứ có gì đâu. Thôi thôi ông nội này bó tay rồi, làm kiểu đó là bó tay rồi. Tôi bị bắt hoài mà mỗi lần bị bắt là đòn kéo nhau qua bệnh cái thả trở về. Bắt như bắt cóc bỏ dĩa chứ đó, tôi bị bắt là trung dương năm dễ nè tôi nói. Vậy thì bây giờ mình gắng cố gắng kiếp này, nếu tu không mà giải thoát mình kiếp sau tu nữa. Tu chừng nào mà mình đến giải thoát mới thôi cô bác anh chị em. Đang chi dạ trở lại cứu vớt tổ tiên ông bà cha mẹ. Người ta khi mà người ta về, người ta đi ra được nước ngoài rồi, người ta không có ham trở lại Việt Nam đâu. Nhưng mà những người ta muốn trở lại Việt Nam là người ta muốn bảo lãnh cho cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ tổ tiên người thân của người ta đặng mà điên lực một. Phải không? Chứ người ta có ham cái cảnh này không cô bác? Không có ham. Đức thầy mình về Tây Phương Tịnh Độ Cực Lạc rồi, ngài không có ham cái cõi này đâu. Cảnh an nhàn của người liễu đạo muôn ngài vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồn nữa ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ mà còn len lỗi xuống chốn hồng trần đang chịu cảnh chê khen. Cho nên thầy nói là thương quá sức nên ta bệnh rịnh quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tân thì ta chẳng an vui cực lạc. Cho nên thầy thương mình cũng như ông cha, làm thấy mình còn đau khổ trầm nịch dưới biển khổ sông mê, ngài mới quay trở lại đây chứ trời ơi nó đau khổ lắm. Thầy nói dân tình xài xể dập bầm, nào hay ta đã thương thầm sanh linh. Thầy mới giới thiệu cảnh Tây Thiên bao ngọc đầy lầu, ráng tu tịnh tìm nơi an dường. Kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát chúng ta bà khỏi lưng chuyển trong dòng lục đạo. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà. Lại giữa kề bệ ngọc long xa, coi chư quốc nó tranh giành châu bao. Trời ơi cái cảnh bên kia nó gấp mấy lần bên đây con ơi, theo cha về bển.
tìm cực lạc đây rành đường ngõ, vậy hãy mau tu tỉnh mới màu. Tận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Vậy bây giờ đó đây, nếu cô bác chúng ta đầy đủ nghĩa nhân rồi, theo thầy về bên kia. Thầy nói giỏi gót theo thầy nương Phật cảnh đặng vui về xem hội hội Long Hoa. Long Hoa tiên Phật đáo ta bà lừa lọc con lành diệt quỷ ma, nếu mãi mê mang mùi tục lỵ thì linh hồn chìm đắm chốn này hả. Cho nên nó chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ giác lận, giác lận về thôi. Cho nên mình là con cả, sau này được đức thầy ngài sẽ đưa mình về bên kia. Để chi dạ? Khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời, cõi hạ giới là rồng mây chơi vợt. Niệm Phật đặng mà coi đời sau này, cô bác anh chị em mình gắng cố gắng lo tu đặng sau này đặng giữ cái đời thượng nguyên thanh đức. Cái đời đó con người không còn khổ, không còn buồn rầu, không còn sinh diệt khổ não, không còn nhục nhã trần ai, không còn niềm dây quan trái. Sen vàng đỡ gót ngũ sắc đưa đường, lục thông tự tại rồi. Sống ngoài khổ hải nhàn nhã ăn vui, cũng chẳng tới lui lo điều ăn mặc nữa. Không còn gai gắt hai chữ ngã nhân, giáo pháp ân cần Như Lai hiện rõ rồi. Bãi báo thành lầu dẹp sầu muôn thở rồi. Thượng thiện hòa vui, không còn điều nham nhở, không còn cảnh khổ như thế gian này nữa. Không còn trầm nịch với biển khổ sông mê, không còn đi xuống nữa mà càng ngày càng đi lên, cô bác anh chị em. Càng ngày càng tiến tới. Đó, vậy bây giờ thời gian có hạn. Trước khi mà chia tay, con xin kể cô bác anh chị em mình nghe câu chuyện để kết thúc. Câu chuyện này rất là bổ ích. Cô bác anh chị em mình, trong cái đời của ông Tần Thủy Hoàng ngày xưa đó, cô bác mình biết là một cái vị vua hôn quân vô đạo. Mà Đức Thầy Ngài cho biết là bỗng hay đâu nghi ngút khối vua Tần, tăng sĩ phải gắn dùi nơi hắc ám. Khi ông vua Tần Thủy Hoàng đó, ông ra đời ông trị gì trong thiên hạ là ông đốt sách, ông chôn 460 học trò ở tại Bến Hàm Dương. Bởi thầy nói câu đó, thầy nói đó là tăng sĩ phải gắn dùi nơi hắc ám đó cô bác anh chị em mình. Xưa kia bảo ngược nhà Tần, đem lòng hung ác mà giết lành danh nhu. Những cái người nào mà sĩ tử, những người nào người hiền là ông giết ráo sạch chân. Nhưng mà đặc biệt trong triều của ông ngày xưa đó có cái ông Cam Mậu. Ông này ông làm quan á cô bác, ông làm quan chức lớn nhưng mà tuổi của ông già rồi. Một hôm nọ đó ông Tần Thủy Hoàng, ông do cái tâm hung ác của ông mà nó bộc lộ ra tới bên ngoài, cho nên ông có cái đa nghi lắm. Ông mới hỏi với ông Cam Mậu, ông hỏi này thần Cam Mậu, thần làm quan cho triều mà chẳng thường nghe nói là trung thần bất sự nhị quân, còn nữ liệt bất giá nhị phu, nghĩa là trai trung liệt không thờ hai chúa mà gái tiết chinh là không chọn hai chồng. Vậy bây giờ đó ngươi thờ chẳng cũng đã lâu, hôm nay tuổi già sắp trở về hưu rồi, nhưng mà đó hôm nay đó ta có một cái điều kiện. Bây giờ ta hỏi trong vòng 4 câu, ta hỏi nhà ngươi, nếu nhà ngươi trả lời được, ta sẽ cho ngươi thăng quan tiến chức và giữ ngươi suốt bên cả cuộc đời đến ngày nhắm mắt thôi, ở bên Chúa chứ không cho về hưu luôn. Còn nếu ngươi trả lời không được là kể như là bãi quan. Lúc đó ông Cam Mậu nói đây đó là lời của Thánh Thượng ban ra rồi, là thôi, nhất y cũ đỉnh mà, một lời nói ra rồi là không có cái gì mà sai chạy được. Cho nên ông chuẩn bị nói vậy đó là chẳng muốn hỏi hạ thần cái gì. Ông Tần Thủy Hoàng ông hỏi bây giờ ta hỏi ngươi trong cuộc đời này cái gì cao nhất, trong cuộc đời này cái gì cao nhất. Ông Cam Mậu quay qua ông trả lời, ông nói dạ trời cao nhất. Ông trời là cao, thường thường ta nói trời cao là cao xanh ơi. Người ta than mà than quá chừng là ta than trời ơi, khổ quá. Vậy bây giờ đó, cái gì mà cao nhất? Hạ thần trả lời là ông trời cao nhất. Ông quay qua ông hỏi cái thứ hai, ông hỏi cái gì là mạnh nhất? Thế gian này cái gì là mạnh nhất? Ông Cam Mậu quay qua ông tinh nịnh chút xíu mà ông nói dạ bệ hạ là mạnh nhất. Qua cái thứ ba, ta hỏi nhà ngươi đó, ở thế gian á, cái món gì là ngon nhất? Một là cái gì cao nhất, cái thứ hai cái gì mạnh nhất, cái thứ ba cái gì ngon nhất? Ông mới quay qua ông nói dạ khô lân chả phụng, hồng hoàng cao cát, thịt dê, thịt bò, thịt trâu, thịt nai gì đúng thứ. Ông Tần Thủy Hoàng ông đích thinh, ông trả lời cái thứ ba, cái thứ tư, ta hỏi nhà ngươi trong cuộc đời này cái gì là thương nhất? Cái gì là thương nhất, là cái tình thương nhất đó. Cô bác anh chị em không trả lời, ông nói chỉ có vợ con, cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc là mình thương nhất, cái đó là thương nhất. Lúc đó cái bắt đầu mới là vua Tần Thủy Hoàng ông nín thinh, hỏi bệ hạ nghĩ sao. Nói nhà ngươi nói thì hay lắm nhưng mà trật lất. Nói thì hay lắm nhưng mà trật lất, bốn cái đều trật lất hết trơn.
nói dạ bệ hạ vậy chứ cái gì cao nhất, cái gì là mạnh nhất, cái gì là ngon nhất, mà cái gì là tình thương nhất? Nói bây giờ ta cho nhà ngươi trong 3 đêm, ta cho nhà ngươi trong 3 đêm, ngươi về ngươi suy nghĩ kỹ lại rồi trả lời một lần nữa, nếu không là bãi chức nhà ngươi. Ngươi về suy nghĩ kỹ đi. Ta nói bữa đó bãi trầu rồi, về ông bỏ ăn bỏ ngủ sắm sửa bãi trầu. Bây giờ trả lời 4 câu này là mình đó là đã móc hết tâm cơ trí não mà mình trả lời, mà 3 câu đều trật lắm. Suy nghĩ hoài ông buồn, nhưng mà người buồn cảnh vật cũng buồn theo. Ông về ông buồn rồi chó mèo cũng không dám lợi, mấy đứa cháu nội cháu ngoại vợ con gì không ai tới dòm vì nó sợ lây. Dòng thứ vợ chồng vuông chó lợi liếm liếm, còn vợ chồng mà đang chữ lợn nó lấm lét bỏ đi không, sợ lợi ông cứu cái chết. Hai ông cô hả, nó có tánh linh á. Lúc đó ta nói ông về mà ông buồn bã rầu rĩ. Cái đứa cháu nội của ông là Cam Lanh, mới có 13 tuổi à. Thấy ông nội mình sao mà buồn bã quá, không biết đi chầu về mà có bị ăn hiếp không, hay là có buồn lo nghĩ việc gì không. Mới nói ông nội sao mà 2-3 ngày nay con thấy nội đi chầu vua về mà có chuyện gì phiền hà không, mà thấy nội buồn quá nội. Ông nói dòng con nít quỷ mày biết gì, tao buồn kế tao. Phải không? Dòng con nít mới có 13 tuổi mà biết gì, dòng mày đi gian chỗ khác buồn mà mày làm cho tao còn bực mình thêm nữa, đi gian chỗ khác. Mà nó cứ lỡ nó hỏi hoài, nó nói ông nội à, biết đâu đó ông nội nói ra đi, rồi con có giải quyết được cái gì cho ông nội không. Ông mới tức quá, ông nói dòng mày con nít quỷ mà biết cái gì, để tao nói ra nè, mày có cách nào không nha. Cái hỏi làm sao, nói là bữa nay là ông nội đi chầu vua, mà vua Tần Thủy Hoàng đó nói với ông nội, nói nếu trả lời được 4 câu là cho thăng quan tiến chức, mà nếu trả lời không được là kể như bãi chức. Vậy bây giờ đó hỏi chứ ông nội rồi vua hỏi anh nội cái gì vậy mà ông nội. Nói vua hỏi cái thứ nhất là hỏi cái gì cao nhất mà ông nội nói ông trời. Rồi ông vua nói trật, nói chị ông nói chuyện trật tất phải rồi. Nhỏ nó nói gì đó khô ác, nó trời ơi mày còn hay hơn tao nữa hả? Mày còn hay hơn tao nữa à? Đã tao nói là ông trời là cao nhất rồi mà ông nói trật lắm, còn mày có cái gì mà mày cao hơn tao nữa? Nói rồi cái thứ hai, nói cái thứ hai á. Mà bệ hạ hỏi ông nội gì chứ, cái gì là mạnh nhất, rồi hỏi với ông nội trả lời sao, nói vua là mạnh nhất, nó ông trả lời cho có cơ phải rồi toàn gì đó. Trời ơi mày hay nữa, giọng nít hỉ mũi chưa sạch nữa bày đặt mày chê tao. Phải rồi, ông nói vậy là trật phải rồi. Nói rồi cái thứ ba, nói dạ cái thứ ba đó bệ hạ hỏi chứ, hỏi ông nội gì chứ, hỏi cái gì, nó hỏi cái thứ ba cái gì đó là ngon nhất. Nó ông nội trả lời sao, nó khô lân trả phụng, thịt con này con kia đủ thứ, nó ông nội vậy nó chật lất bởi vậy rồi ổng chê rồi phải rồi còn gì nữa. Nó mày biết thôi, mày biết thôi để hồi nữa tao cho mày trả lời đó. Vậy đó, qua cái thứ tư nữa hỏi cho cái gì đó là tình thương nhất. Rồi nó rồi nội trả lời sao, nó thì nó thân bằng quyến thuộc vợ chồng cha con anh em, có cái gì bằng thân bằng quyến thuộc với vợ chồng cha mẹ phải không mấy cô. Nội trả lời trật lất bởi vì ổng đồ bãi chức nội phải. Rồi tao mày hay nữa. Vậy chứ theo ý con sao, nói con nói cho nội biết đó, trong cuộc đời này không có cái gì cao bằng cái trí của con người. Người tránh xa mới gọi trí cao, người tránh xa mới gọi trí cao, xa vốn dứt mang điều nhớ nhung. Vậy chứ ông trời ông Ngọc Hoàng đó mà ông thua cái trí của ông Tài Thiên thấy chưa. Cho nên trong cuộc đời đó đương không hỏi cái gì cao nhất, ông nói ông trời. Trời ơi, chỉ có cái trí của con người là cao nhất. Ông nghe nói ông trời thằng này nói có lý rồi. Con đi có lý để mò theo mấy câu khác nữa coi. Đó, bắt đầu mò tới câu thứ hai. Nói vậy rồi câu thứ hai đó thánh thượng hỏi cái gì mạnh nhất. Ông nội nói đó là vua mạnh nhất theo ý con sao. Nói nội nói vậy là sai. Cái khí phách của con người là mạnh nhất. Cái khí phách của con người là mạnh nhất. Không thấy nhà vua sao chém đầu không biết bao nhiêu mà nó vẫn đứng dùng lên. Khí phách của con người là mạnh nhất. Qua cái thứ ba, nói rồi cái thứ ba, ổng nghe ổng thấy có lý rồi, trả lời có lý rồi nha. Ông nói còn cái thứ ba đó, ông Tần Thủy Hoàng đó, vua bệ hạ đó hỏi gì chứ, bây giờ ông nội gì chứ, cái gì đó là ngon nhất. Nói rồi nội trả lời đó là thịt con này con kia ngon nhất. Không có đâu nội ơi, cái người mà làm vua đó chỉ có đất đai màu mỡ đó, ruộng vườn cò bay thẳng cánh cung điện đó, cái đó mới là một cái món ngồi ngon nhất. Thà
Tam giường ruộng cò vai thẳng kiếm, thấy của người thèm khô nước miếng không ngon sao được. Phải không cô bác? Dòng cái thứ thèm khô nước miếng mà ăn không ngon sao được. Thấy của người thèm khô nước miếng cho nên ông Tần Thủy Hoàng đó, ổng là vua của đất, ông đâu có chịu, ông gồm thâu lục quá. Ông thấy đất của người ta màu mỡ đó, đất của người ta tốt đẹp, giàu sang tài nguyên phong phú quá, cho nên ông thèm lem lẻm, ông gồm thâu lục quá. Hàng triệu ngụy yên sở tề gì ông gom lại một mình ổng, cô bác anh chị em. Rồi bắt đầu qua cái thứ ba, hỏi qua qua cái thứ tư. Bây giờ đó bệ hạ hỏi gì chứ, bắt đầu ông nội là cái gì là tình thương nhất. Nội nói là tôi chúa cha con anh em chồng vợ trong thân bằng quyến thuộc là cái đó là có tình thương nhất. Nó nội nói cái đó là trật lất rồi nội ơi. Hỏi sao ạ? Nó chỉ có đạo lý thì mới có tình thương nhất. Con hỏi cô bác anh chị em mình, gia đình nếu không có đạo lý rồi thì sao nè? Tôi giết chúa con đành sát phụ, lúc nguy cơ tới mong hại chủ trò, giết thầy tội ấy đáng không, thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng. Nếu con không có đạo lý rồi chồng vợ giết nhau thì làm gì có tình thương. Vậy bây giờ nội ơi, nội hãy trả lời cho bệ hạ nghe, chỉ có đạo lý là tình thương nhất. Đạo tôi chúa chặt dình cậu chung thị, đạo thầy trò khách cốt với ghi xương, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ từng hòa cho đến tha. Vậy không phải là đạo lý là có tình thương nhất sao? Ông trời ơi, vô rồi, bữa nay vô rồi. Hậu sanh khả quý. Tao tưởng đâu mày hậu sanh khả quý là khỉ quá, mày lợi mày chọc tao hoài. Ai dè chuyến này khả quý là tớp xanh sao đáng sợ con. Được rồi, để mời ông nội đi trả lời với vua Tần Thủy Hoàng. Lúc đó bắt đầu ra ra đó là ổng vui rồi, mặt mày là nở nang rồi nghe, chứ không thôi về con mắt chấm lơ rồi nghe, đôi mũi xẹp lên rồi nghe. Bữa nay vô trầu thấy có bộ ổng tươi tỉnh đồ này kia rồi. Lúc đó hỏi bây giờ qua 3 ngày suy nghĩ, vậy bây giờ hạ thần ca mẫu trả lời cho chẩm biết, trên đời cái gì là cao nhất? Ổng nói dạ, trên đời không có cái gì cao bằng cái trí của con người. Đúng. Cái trí của con người là cao nhất, mà thầy nói người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn vách là mang điều nhơ nhút. Cái trí của con người là cao nhất. Hỏi qua cái thứ hai, bây giờ đó, theo bây giờ đó hạ thần nghĩ cái gì là mạnh nhất? Lúc đó ông nói dạ, theo con mà hạ thần nghĩ thì chỉ có khí phách của con người là mạnh nhất. Nói đúng. Ta giết không biết bao nhiêu người nhưng mà có phục ta đâu, mà nhà ngươi nói ta là mạnh nhất. Chỉ có khí phách của con người là mạnh nhất. Đúng. Qua cái thứ ba nữa, hỏi giờ ta hỏi nhà ngươi cái món gì ngon nhất, ngươi trả lời hôm hổm là trật. Hôm nay theo ý ngươi là cái gì? Nó dạ theo ý của con nghĩ bệ hạ đó, đất vườn cò bay thẳng kiếm, lầu đài cung điện, sống tuổi thọ vạn năm muôn năm, cái đó là cái món mồi ngon nhất. Nói đúng. Không thấy ta làm vua mà ta còn gờ thâu thêm sáu nước nữa, không thấy sao? Thấy một cái là thèm khô nước miếng mà, phải không? Đúng. Qua cái thứ tư nữa, hỏi chứ bây giờ ta hỏi ngươi cái gì tình thương nhất, nhà ngươi trả lời là trong thân bằng quyến thuộc đồ là hoàn toàn, cái đó là không đúng. Nói dạ chỉ có đạo lý là tình thương nhất. Ông nói đúng, con người nhờ có đạo lý thì mới sống một cuộc sống từ trên tới dưới thuận hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. Mấy cái đó nó quý đâu có bằng đâu, tình thương đâu có bằng đâu. Nhưng mà ta hỏi thiệt nhà ngươi, tại sao hôm đó ta hỏi nhà ngươi bốn cái ngươi trả lời trật lất, mà nguyên nhân nào mà bữa nay ai dạy cho nhà ngươi? Bây giờ ai dạy cho nhà ngươi? Không lẽ nói cháu nội dạy tôi trời ạ? Ông có suy nghĩ hoài, ông nói bây giờ không lẽ trẻ khôn qua già lú lẫn sao ta? Bây giờ không lẽ mình đi khai thiệt với ông, mình nói giờ cháu nội tôi dạy. Chứ phải nói ông quan nào, ông nói nhỏ ông dạy đồ này kia không nói, mà nói cháu nội dạy có kỳ. Ông suy nghĩ, ông nói dạ hạ thần suy nghĩ ra. Nó không, ta biết nhà ngươi không phải suy nghĩ ra, nói trật ta chém đầu à? Phải khai thật mới được à. Trời ơi, mới bữa đó ông trả lời bốn câu trật lất, mà bây giờ ông trả lời bốn câu đâu đó răm rắp hết trơn, là phải có ai chỉ cho ông đây nè. Ông thấy ông kẹt quá, ông nói bây giờ đó bệ hạ nói vậy thôi, hạ thần cũng chấp nhận chịu thiệt. Hạ thần có đứa cháu nội mới có 13 tuổi tên là Cam Lâm, nó chỉ cho hạ thần. Lúc đó ông Tần Thủy Hoàng ông nói vậy nhà ngươi đi về đó là đem cháu nội nhà ngươi vô đây. Trời ơi, ông sợ ông run chắc đem vô chặt đầu quá.
nó mới nhỏ mà này nó quỷ hay gì quá. Mà Út là thánh nhân còn hai là quỷ hay gì mà nó biết được tâm niệm của mình hết trơn. Cho nên khi đem vô gọi là nhà vua trọng dụng cho lên làm tể tướng. Mới 13 tuổi là tể tướng cô bác anh chị em, mình làm chức tể tướng. Cho nên vô lượng kiếp là cái kiếp người ta đã có làm quan rồi, cái kiếp người ta đã có tu rồi, cái trí của người ta mới cao cỡ đó đó cô bác anh chị em. Cho nên thôi giờ mình gắng cố gắng tiếp tục lo tu để sau này đó mình nhờ cái hồng ân của Đức Phật thêm. Thầy nói câu nào, sớm lo sắp đặt luyện tài đi rồi Phật trời thân định nữa mặt mày mới xinh. Bây giờ mình nghe người ta đó chẳng chuẩn bị dăng dây điện trung thế mà mình cao thế gì đó. Bây giờ mình trong này mình chuẩn bị đèn quạt gió tủ lạnh đồ này kia chuẩn bị sẵn sàng hết đi. Chừng nào mà ở ngoài người ta câu điện người ta hạ thế đó, mình ghim cầu dao vô là ở đây nó sáng bừng lên liền. Đèn mình nó sáng liền. Thầy nói sớm lo sắp đặt luyện tài Phật trời phân định cái nữa mặt mày mới xinh. Lúc đó là ngài khai ngộ cho mình liền, mình đắc đạo liền ha. Mấy cái đèn mình sáng liền, còn đèn không sáng là tại vì mình bị đứt bóng. Mình đừng đổ thừa là tại điện mà tại đèn mình bị đứt bóng. Vậy bây giờ mình chuẩn bị nha, bây giờ mình chuẩn bị lo ăn chay, lo niệm Phật, lo làm lành đi, lo cúng lại, lo bố thí đi. Thầy nói nè, càng qua dân chung chớ buồn lo, tích đức chờ ta chung hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, quan cầu đến đó ấm cùng nó. Cho nên bây giờ mình lo sắp đặt luyện tài trước đi, cái ngày Phật trời trở lợi rồi mình bước lên đài cao danh vọng của ngài Long Hoa Đại Hội liền. Vậy cô bác anh chị em chúng ta đặt trọn lòng tin đối với Đức Phật Đức Thầy, ngài nói ít lâu ta cũng trở về khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng xa. Trì lòng chớ có núng nào, đừng có nào núng gì hết, mà mình phải đặt trọn lòng tin tuyệt đối để sau này gặp Phật gặp Thầy ở Long Hoa Đại Hội. Vậy chúc cầu toàn thể cô bác chúng ta được vững tâm để giác ngộ lo tu hành niệm Phật ăn chay làm lành cho đến ngày thành công viên mãn vậy thôi. Lẻo lưng hồ không biết nói chuyện tay về giờ đây con xin được kính chào. Nam mô A Di Đà Phật.